Bồ Tát chẳng đạt được định diệt thọ tưởng, nên định của Thanh Văn hơn định của Bồ Tát. Phật bảo Mãn Từ Tử, Bồ Tát cũng được định diệt thọ tưởng, nghĩa là đối với định này sẽ được tự tại nhưng chẳng hiện nhập. Vì sao? Vì Như Lai không cho chúng Bồ Tát hiện nhập định này, vì hiện nhập sẽ rơi vào địa vị Thanh Văn hay độc giác. Này Mãn Từ Tử, ta sẽ nói ví dụ cho ông, những người có trí nhờ ví dụ sẽ dễ hiểu được nghĩa sâu xa này. Như vua chuyển luân, tuy ở vùng biên địa xa xôi, nhưng thành ấp các nước nhỏ đều được an lạc. Đâu cần vua chuyển luân đi vào làng xóm của nước ấy. Lẽ nào vua chuyển luân không đi đến nơi đó, thì nói nơi đó không được an lạc. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát tuy không hiện nhập định diệt thọ tưởng, nhưng đối với các định này đã được tự tại, do được tự tại nên gọi là đắc. Này Mãn Từ Tử, chẳng lẽ các Bồ Tát thường không hiện nhập định diệt thọ tưởng, cho đến chưa ngồi tòa Bồ Đề vi diệu thì chư Phật Thế Tôn không cho hiện nhập? Nếu khi được ngồi tòa Bồ Đề vi diệu, chư Phật Thế Tôn cho hiện nhập, vì sao? Mãn Từ Tử, chớ bảo rằng các Bồ Tát do nhập định này liền rơi vào địa vị Thanh Văn hay độc giác, hoặc bảo chư Phật ngang đồng nhị thừa, nên Phật Thế Tôn không cho hiện nhập. Này Mãn Từ Tử, như đại vương Quán Đành Sát Đế Lợi muốn vào trong chợ uống rượu của thường dân, khi ấy có vị đại thần mưu trí can vua: bệ hạ không nên uống rượu ở chỗ này, nếu cần uống bệ hạ phải đợi về trong cung rồi uống. Ý ông nghĩ sao? Chẳng lẽ vua không uống rượu ở chợ được sao, mà người đại thần kia ân cần can không cho vua uống? Vì chẳng phải chỗ, chẳng phải thời, nên đúng pháp đại vương Quán Đành Sát Đế Lợi không được uống. Tuy không được uống, nhưng vua vẫn tùy nghi dùng rượu vân vân và các vật trong chợ được. Vì sao? Vì vua có quyền lực khắp quốc thổ, thành ấp, sở hữu vật dụng của mọi người. Như vậy, Bồ Tát có trí thù thắng do trí này, nên thường hiện nhập định diệt thọ tưởng, nhưng Phật không cho, nên chẳng hiện nhập. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát nhập định diệt thọ tưởng là phi thời xứ, nếu khi Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề dứt hẳn tất cả tưởng tướng hư vọng, chứng cảnh giới cam lồ, khi ấy mới nhập vào định diệt thọ tưởng. Sau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu đầy đủ 32 tướng, làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình. Mãn Từ Từ bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát rất là hiếm có, làm được việc khó làm, nghĩa là dù có sức phát trí lậu tận, song vì hữu tình không chứng lậu tận. Vì sao? Vì các Bồ Tát luôn luôn suy ngẫm làm lợi ích an lạc cho hữu tình, nên ý vui tăng thượng, thường hiện tiền. Phật bảo Mãn Từ Từ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các Bồ Tát luôn luôn suy ngẫm làm lợi ích an lạc cho hữu tình, nên ý vui tăng thượng thường hiện tiền. Này Mãn Từ Từ, các Bồ Tát này quán nghĩa lợi ích này tuy có thể nhập đủ vào chín định thứ lớp nhưng không nhập. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo đối với tất cả định, tuy được tự tại nhưng không nhập vào. Này Mãn Từ Từ, tất cả Bồ Tát sơ phát tâm hoặc đã bất thối đều an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa. Các Bồ Tát thường an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa như vậy, thường làm lợi ích cho các hữu tình, mau phát sanh được trí nhất thiết trí. Mãn Từ Từ bạch Phật, các đại Bồ Tát đủ thế lực lớn, thường làm việc lợi ích cho hữu tình, cũng có thể phát sanh trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa như thế nào, bằng phương tiện nào thoát ra khỏi định? Phật bảo, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh nghỉ lạc, vào sơ tịnh lự, cho đến hoàn toàn an trụ vào phi tưởng phi tưởng xứ. Đối với tịnh lự và đẳng trí của cõi sắc, vô sắc, thuận nghịch, đều lần lượt vượt qua thông suốt rất thuần thục, du hí tự tại, vào lại cõi dục, chẳng phải tâm định. Vì sao? Không lệ thuộc vào sức định để sanh vào cõi sắc vô sắc hoặc cõi trời trường thọ,
không lệ thuộc vào tịnh lự đẳng trí của cõi sắc và vô sắc, dẫn khởi tâm sanh tương tục đến địa ấy. Phải giữ tâm kia khiến cho chẳng hiện sanh, cũng vào lại cõi dục, chẳng phải tâm định. Do phát tâm này sanh lại cõi dục, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, phát sanh vô biên pháp phần Bồ Đề, sanh vào cõi sắc vô sắc. Không làm được như vậy, vì sanh ở hai cõi trên, thân tâm đần độn. Do nhờ vào phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, trước là tu tập định trên, làm cho thuần thục hoàn toàn, sau phát hạ tâm sanh lại cõi dục, tu tập vô lượng tư lương Bồ Đề đầy đủ rồi, vượt khỏi ba cõi, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như có người nghĩ như vậy, làm cách nào vào được cung vua, lén cùng vương hậu phi tần đùa giỡn hưởng lạc để vua khỏi biết, lại bảo tồn được thân mạng. Nghĩ rồi bèn tìm các loại rượu dược, uống vào thì nam căn lúc có lúc không, được thuốc ấy liền tìm cách phụng sự vua. Khi nhà vua tuyển dụng người ấy uống thuốc ẩn nam căn, rồi thưa với nhà vua: tâu đại vương, hạ thần không còn nam căn, xin được làm kẻ giữ cung cấm cho đại vương. Vua nghe vậy cho điều tra sự thực, rồi giao phó việc giữ trong cung. Bấy giờ người ấy vào trong cung cấm của vua, lén cùng các hậu phi tư tình mặc ý giao thông. Thời gian lần qua một tháng, hai tháng, ba tháng, sợ vua biết được thì mất mạng, liền uống thuốc hiện nam căn ra lại, rồi thưa vua: tâu đại vương, hạ thần bỗng nhiên hiện lại nam căn, xin từ nay trở đi không vào trong cung cấm nữa. Khi ấy vua khen: đây là người hiền thiện chân thật, tự đến và đi, chẳng trái phép ta. Liền hậu thưởng ban cho tước lộc, ủy nhiệm công việc bên ngoài. Phải biết người này với phương tiện thiện xảo, có thể thỏa mãn ý muốn mà còn giữ được thân mạng, lại được vua ban thưởng của cải tước vị. Cũng vậy, Bồ Tát với phương tiện thiện xảo và bốn tịnh lự và bốn vô sắc, lần lượt vượt khỏi được thiện xảo rồi, liền khởi hạ tâm sanh lại cõi dục, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, phát sanh vô biên pháp phần Bồ Đề, cho đến chưa viên mãn thì không chứng thật tế. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì đại Bồ Tát này với phương tiện thiện xảo không bỏ trí nhất thiết của hữu tình. Như vậy, Bồ Tát phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự ba la mật đa, ở trong thật tế chẳng chứng đắc, cũng không nhập vào định diệt thọ tưởng, cho đến chưa viên mãn tư lương Bồ Đề, vẫn thọ thân cõi dục tu hành Bồ Tát. Bấy giờ Phật dạy A Nan Đà: ông nên thọ trì tịnh lự ba la mật đa mà các chúng Bồ Tát đã học, chớ để quên mất. A Nan Đà thưa: bạch Thế Tôn, con đã thọ trì tịnh lự ba la mật đa mà các chúng Bồ Tát đã học, chắc chắn không quên mất. Khi Đức Bạc Già Phạm nói kinh này rồi, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Mãn Từ Từ, cụ thọ A Nan Đà và các thanh văn, các chúng Bồ Tát cùng tất cả trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, A Tu La, kiết lộ trà, khẩn nại lạc, mạt hô lạc già, người chẳng phải người, vân vân. Tất cả đại chúng nghe Phật dạy rất vui mừng, tin nhận phụng hành. Hết quyển thứ 592.